Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 58. Chương 571, kiếp này không gặp lại. 2. Hôm nay nhiệt độ không khí ở thành phố Đông Hải đã lên đến gần 40 độ, thật sự là nóng đến mức điều hòa cũng không có tác dụng mấy. Nhớ lại lần đầu tiên hắn nhận ra cảnh trong giấc mơ của mình chính là thế giới tương lai 600 năm sau, lúc đó vẫn là một mùa đông lạnh giá. Đôi khi hắn quên đóng cửa sổ vào buổi tối còn có thể bị hắt hơi vì lạnh. Khi đó đang từ một môi trường lạnh buốt đi vào giấc mơ khiến hắn thường xuyên có thể trải nghiệm một cảm giác nóng lạnh đan xen. Nhưng mà hiện tại, nhiệt độ không khí ngoài hiện thực và giấc mơ đã cân bằng, đều nóng bức giống nhau. Dù mùa đông ở thế giới thực đã chuyển sang mùa hè nhưng thế giới trong mơ vẫn lặp lại vòng lặp vô hạn ngày hôm đó. Thật sự là một tháng 8 vô tận, tháng 8 đều vô cùng khó chịu. Được rồi. Bíp. Lâm Huyền ấn nút Enter, thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn kết quả trên laptop sau 2 tháng chăm chỉ làm việc. Hơn 130.000 dòng mã, hắn đã sao chép xong. Vốn tưởng rằng đây là một công trình lớn không có cách nào hoàn thành. Nhưng quả thật là trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ người không có ý chí, vậy mà thật sự đã làm được. Con trỏ chuột vẫn đang nhấp nháy trên giao diện nhập mã code. Vẫn còn thiếu 10 dòng mã code nữa thì siêu trí tuệ nhân tạo vân vân mới có thể xuất hiện vào năm 2023. Đây chính là ranh giới mà Lâm Huyền để lại cho. Những sự thay đổi về thời gian và không gian. Căn cứ vào kinh nghiệm trước đó, những thay đổi về thời gian và không gian cần có một cái mỏ neo không thể thu hồi. Cho đến bây giờ, cái mỏ neo này vẫn chưa được hình thành, cho nên tất nhiên sẽ không gây ra biến đổi về thời gian và không gian. Bây giờ mã code của Vân Vân đã được sao chép xong, nên thực hiện bước tiếp theo rồi. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu sao chép thông tin về kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch lạnh. Trước đó Lâm Huyền cũng đã hỏi qua Vân Vân, so với 130.000 dòng mã này, thì việc ghi nhớ thông tin về kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch lạnh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lâm Huyền, thật ra cho dù cậu có mang thông tin của kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch lạnh về, thì với trình độ công nghệ của năm 2023 cũng sẽ không thể nào thực hiện được. Mặc dù có thể lý giải về mặt lý thuyết và tiến hành thí nghiệm xác minh, nhưng nếu anh muốn tạo ra động cơ phản ứng nhiệt hạch lạnh giống như của thành phố trên không dài, thì các ngành công nghiệp nền móng và các tài liệu khoa học khác phải cần phát triển ít nhất 100 năm nữa mới có thể thực hiện được. Vân Vân nói, nhưng mà Lâm Huyền cũng không thèm để ý. Hắn nói với Vân Vân, hắn chỉ cần tài liệu lý thuyết. Và điều quan trọng nhất chính là một thí nghiệm mô phỏng có thể chứng minh tính khả thi của lý thuyết phù hợp với trình độ khoa học kỹ thuật năm 2028. Tôi không quan tâm khi nào động cơ nhiệt hạch lạnh có thể được chế tạo, tất cả những gì tôi cần. Là viện trưởng cao diên của Viện Khoa học Long Quốc có thể nhận ra rằng lý thuyết này chính xác. Vì vậy thông tin về kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch lạnh mà cậu tóm tắt cho tôi không cần quá cao cấp hay quá đầy đủ, quan trọng là để người khác tin tưởng thông tin này là thông tin chính xác. Vân Vân không hổ danh là trí tuệ nhân tạo thông minh nhất trong lịch sử nhân loại. Cho dù là vấn đề gì thì chỉ đặt câu hỏi đầy đủ và rõ ràng, thì nó liền có thể đưa ra câu trả lời chính xác và chi tiết. Kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch lạnh ở thành phố trên không dài 600 năm sau đã trở nên cực kỳ hoàn thiện. Thậm chí trong khoảng thời gian 200 năm này, nó còn được tối ưu hóa và đơn giản hóa rất nhiều, lý thuyết cũng đã được hoàn thiện đến mức tối đa. Dựa theo những hiểu biết ban đầu của Lâm Huyền, trong 200 năm qua, con người vẫn bị giới hạn bởi kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch và vẫn chưa thể phát triển được những phương pháp thu hoạch năng lượng tiên tiến hơn, hay nói chính xác thì chính là dậm chân tại chỗ. Dù sao, ở trong thế giới của thành phố trên không dài, mặc dù khoa học kỹ thuật quả thật đã phát triển đến một mức độ nhất định hơn so với giấc mơ thứ hai, nhưng nó vẫn bị con người hạn chế và kiểm soát. Hơn 10 ngày trôi qua, Lâm Huyền cũng đã sao chép xong tất cả các bản thảo liên quan đến kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch lạnh và kỹ thuật có thể điều khiển được phản ứng tổng hợp hạt nhân. Khi dấu chấm cuối cùng được viết trên tờ văn bản, Lâm Huyền cảm thấy có chút mông lung. Hắn biết rõ, lúc này chính là bát nước đổ đi khó thu lại. Khi hắn đưa phần bản thảo này đến gặp viện trưởng cao diên của Viện Khoa học Long Quốc, cánh bướm của thời gian và không gian chắc chắn sẽ lại gây lên một cơn cuồng phong làm thay đổi tương lai.
nó sẽ thổi bay giấc mơ thứ ba, thành phố trên không dai, vân vân. Pho tượng bạch ngọc của Triệu Anh Quân, hình chiếu hành lang, chiếc Bentley Continental màu xanh lam và bó hoa giả ở 600 năm sau. Chương 572, kiếp này không gặp lại, 3. Thay đổi hoàn toàn, thay đổi đến mức không thể nhận ra. Giấc mơ thứ tư mới vừa xa lạ vừa khó lường sẽ xuất hiện một cách không thể ngăn cản khi chiếc mỏ neo không thể thu lại của không gian và thời gian được hình thành. Buổi tối 21 giờ, Lâm Huyền mang tất cả bản thảo vừa thu thập xong bỏ vào trong túi văn kiện. Đã đến giờ đi ngủ rồi. Sở Sơn Hà đã hẹn xong thời gian gặp mặt với Viện trưởng Cao Diên của Viện Khoa học Long Quốc là vào tối mai. Cho nên, đây là hắn lần cuối hắn và Vân Vân gặp nhau. Vân Vân, Lâm Huyền bắt chéo hai chân, ngồi trên đài cao của pho tượng Triệu Anh Quân, ngẩng đầu nhìn pho tượng Bạch Ngọc đứng cô độc, vuốt đỉnh đầu robot xử lý rác bên cạnh. Cậu đã ở đây thu gom rác được bao nhiêu năm rồi? Tôi, robot xử lý rác tự chỉ vào mình. Tôi vừa mới đến đây được một tiếng đồng hồ thôi. Chỉ sau khi cậu gọi Vân Vân lên và đọc đúng mật mã thì tôi mới có thể kích hoạt robot xử lý rác này. Mặc dù bây giờ tôi đang nói chuyện với cậu thông qua robot xử lý rác này, nhưng thực tế chúng tôi là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Tôi là siêu trí tuệ nhân tạo Vân Vân là bộ não trung tâm của thành phố trên không dai. Còn nó là robot xử lý rác vi hình Vân Vân đầu tiên do Triệu Anh Quân tự tay chế tạo. Tuy tên gọi giống nhau, nhưng thực tế hai chúng tôi không có liên quan gì đến nhau cả. Nó đã làm bạn với Triệu Anh Quân trong những năm tháng cuối đời của cô ấy. Chính nó đã chơi nhặt bóng giấy với cô, và cũng chính là nó đồng hành cùng cô ấy trên xe. Còn tôi đã ở đây suốt 200 năm, vẫn luôn vận hành thành phố trên không gian và tự tiến hóa. Cho nên tôi không thể nào trả lời được câu hỏi của cậu. Nhưng robot xử lý rác này cũng không thể trả lời câu hỏi của cậu được. Nó chỉ là một chương trình nhỏ cực kỳ đơn giản, không thể suy nghĩ, không thể học tập, không biết thích nghi, nó chỉ có thể đi nhặt rác theo quy trình đã định sẵn. Một khi tôi rời khỏi nó sẽ lại trở về một người máy không có trí tuệ ở dưới chân anh. Cứ để vậy đi, Lâm Huyền thuận miệng nói. Thật ra trong lòng hắn vẫn luôn không phân biệt hai Vân Vân này. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì thật sự rất đúng. Robot xử lý rác Vân Vân đã làm bạn với Triệu Anh Quân trong những năm tuổi già của cô, cũng là nó đã ở bên cạnh bức tượng của cô sau khi cô quá đời để nhặt rác 200 năm nay. Còn siêu trí tuệ nhân tạo Vân Vân là viên ngọc sáng nhất trong lịch sử nhân loại, nó chính là vũ khí mà Triệu Anh Quân để lại cho hắn để chuyển bại thành thắng. Mặc dù tên của nó cũng là do Triệu Anh Quân đặt, nhưng Vân Vân này không hề làm bạn với Triệu Anh Quân dù chỉ là một ngày, nó đối với Triệu Anh Quân có chăng cũng chỉ là sự tôn trọng mà thôi. Nếu có thể, thật ra, Lâm Huyền muốn nói vài câu với Vân Vân đã đồng hành và bảo vệ Triệu Anh Quân trong 200 năm nay. Nhưng điều này là không thể, đó là một người máy không có trí tuệ. Nó chỉ biết nói rác, rác, đã phát hiện ra rác. Sau đó dùng tốc độ ánh sáng chạy đến giữ chặt mắt cá chân hắn. Cho dù nói thế nào, Lâm Huyền nghiêng đầu ra chỗ khác, nhìn robot xử lý rác. Buổi tối hôm nay, chính là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Không biết cậu có thể hiểu được ý của những lời này hay không. Nhưng tôi vẫn sẽ nói rõ. Đôi mắt xanh của robot xử lý rác nhấp nháy. Từ những gì cậu vừa nói với tôi đã phân tích ra được. Hiệu ứng cánh bướm của không gian và thời gian sẽ khiến cho không gian và thời gian cùng với tương lai bị biến đổi long trời lở đất. Thế giới này sẽ không còn tồn tại. Điểm xuất phát từ 600 năm trước sẽ bắt đầu thay đổi phương hướng phát triển, bắt đầu lại từ đầu. Đây quả thực là một cảm giác rất thần kỳ. Rõ ràng hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng đối với tôi mà nói, chuyện này giống như đã xảy ra hàng chục, hàng trăm lần, không nhiều đến vậy đâu. Lâm Huyền cúi đầu cười cười, chỉ có mấy chục lần mà thôi, tính ra là 2 tháng, vậy chỉ có 60 lần gặp thôi. Đúng rồi, chỉ có 2 tháng mà thôi, nếu so với 200 năm thì chỉ như hạt cát trong sa mạc. Lâm Huyền đứng dậy, cúi đầu nhìn robot xử lý rác, Vân Vân. Sau khi tôi nhập 10 dòng mã cuối cùng của cậu và bắt đầu vận hành vào năm 2283, thì cậu sẽ không nhớ ra tôi phải không? Đương nhiên là vậy, bên trong 130.000 dòng mã code mà tôi đưa cho cậu không bao gồm bất cứ số liệu trí nhớ nào. Robot xử lý rác nói, đây cũng là yêu cầu mà cậu đã đưa ra cho tôi ngay từ đầu, tôi cho rằng đây cũng là phương án tốt nhất. Bộ nhớ chỉ là dữ liệu đơn thuần, nó có thể ghi nhớ được số lượng mã code khổng lồ.
giống như yêu cầu cậu viết một cuốn nhật ký cả đời vậy, quả thật quá dài. Các bạn đang nghe truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 573, kiếp này không gặp lại, 4. Đừng nói là cả đời, dù chỉ biến tất cả những gì được chứng kiến trong một ngày thành số liệu lưu trữ, cũng đủ khiến cậu học thuộc một năm không hết. Lâm Huyền không nói gì, nhớ tới mỗi đêm đều cãi nhau với Vân Vân, bị Vân Vân dạy dỗ, thức đêm chăm chỉ học tập, Lâm Huyền quả thật có chút không nỡ. Hắn còn từng khinh thường là nói với Vân Vân rằng bên trong 130.000 dòng mã cốt không có bao gồm thành phần dư thừa phải không? Nếu có thì nhanh chóng xóa hết những phần dư thừa đó đi. Đừng chiếm dụng dung lượng não quý giá của tôi. Nhưng bây giờ, Lâm Huyền đột nhiên cảm thấy. Nếu sớm biết bản thân có thể học xong trong vòng 2 tháng, thì lúc trước đã không để Vân Vân rút gọn mã cốt nhiều như vậy. Dù chỉ lưu lại một chút số liệu ký ức, một chút vui vẻ cũng đã rất tốt rồi. Nhìn lại, mỗi lần cảnh trong mơ thay đổi, nó đều sẽ thay đổi đột ngột và bất ngờ. Mọi chuyện diễn ra rất đột ngột, không cần phải đối mặt với sự chia ly và cũng không có thời gian để đối mặt với sự chia ly. Nhưng hôm nay lại khác. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nói lời tạm biệt vĩnh viễn với người bạn trong mơ. Kiếp này không gặp lại. Lâm Huyền. Robot xử lý rác nhìn thấy Lâm Huyền vẫn im lặng. Nó chuyển động bánh xe đi đến trước mặt Lâm Huyền, ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền đang nhìn xuống. Chắc là cậu đang buồn đúng không? Lâm Huyền gật gật đầu, thành thật trả lời, có một chút. Robot xử lý rác lắc lư cơ thể từ bên này sang bên kia, đôi mắt nhấp nháy, buồn. Đây dường như là một cảm xúc của con người mà trí tuệ nhân tạo như tôi không bao giờ có thể hiểu được. Tôi có thể học được nhiều điều và trở nên cực kỳ thông minh, nhưng tôi không bao giờ có thể hiểu được cảm giác buồn bã của con người. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, sở dĩ tôi không cảm thấy buồn, là bởi vì tôi không thể cảm nhận được cái chết, không hiểu được sự chia ly mãi mãi, cho nên mới không hiểu được nỗi buồn. Nó nghiêng đầu nhìn Lâm Hải, Lâm Huyền, rốt cuộc buồn là cái gì? Tại sao phải buồn? Trong vũ trụ này, mỗi thời mỗi khắc đều có một thiên hà bị phát nổ, đều có một tình hệ bị chôn vùi. Sinh lão bệnh tử vốn là một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống, tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện cũng đều phải trải qua điều đó. Rõ ràng đây chính là quy luật phát triển của tất cả sự vật, vì sao con người cứ phải đau buồn vì một chuyện chắc chắn sẽ phải mất đi, chắc chắn không thể vãn hồi chứ. Đây là một chuyện không có chút ý nghĩa nào. Lâm Huyền cúi đầu cười cười, không có phức tạp như cậu phân tích đâu, tôi buồn chỉ bởi vì kiếp này sẽ không còn được gặp lại cậu nữa, chỉ có thế thôi. Hắn nghiêng người, sờ vào nắp robot xử lý rác. Tôi không chỉ nhớ cậu, mà tôi còn rất thích người bạn là cậu, không nỡ buông tay, nhưng điều làm tôi càng không nỡ buông tay. Vẫn là cô ấy. Lâm Huyền nhìn xuống đồng hồ. 0:40, đêm nay thời gian trôi nhanh quá. Giấc mơ này chỉ còn lại 2 phút cuối cùng. Hắn quay lại. Nhìn pho tượng Triệu Anh Quân cao mấy chục mét trước mắt, tôi thường xuyên nghĩ, trên thế giới này khoảng cách xa nhất là bao nhiêu? Lý Thất Thất từng nói khoảng cách xa nhất chính là khoảng cách giữa con người và sao băng. Sau khi cô ấy chết, cô ấy sẽ trở thành một vệt sao băng bay ngang qua bầu trời cùng Lưu Phong. Độ cao 1.000 km trong tầng khí quyển là khoảng cách giữa cô ấy và Lưu Phong cũng là khoảng cách xa nhất thế giới. Còn theo Trịnh Tường Nguyệt thì khoảng cách xa nhất thế giới này chính là khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng, 380.000 km là một khoảng cách đi mãi vẫn chưa đến. Là khoảng cách giữa cô và người anh trai đã mất của cô, 380.000 km. Là khoảng cách để cô đưa cho cốt của người thân đi chôn cất trên mặt trăng. Mà hiện tại, tôi đột nhiên cảm thấy khoảng cách xa nhất trên thế giới là 600 năm đã bị lịch sử lãng quên nhưng vẫn luôn được người phụ nữ này ghi nhớ. Tốc độ ánh sáng là 300.000 km trên giây, khoảng cách mà ánh sáng truyền đi trong vòng một năm là 946 tỷ km, tôi có thể ghi nhớ được những con số này. Nhưng mà, khoảng cách 600 năm, 600 năm chiều dài ánh sáng là bao nhiêu thì tôi lại không thể tính được. Nhưng mà, nếu khoảng cách này có thể tính toán ra, có thể miêu tả ra thì thật ra cũng không quá xa xôi. Lâm Huyền khẽ thở dài một cái, lại ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên khuôn mặt bạch ngọc ở trên cao của Triệu Anh Quân, trên thế giới này, khoảng cách xa nhất trong vũ trụ. Chính là kiếp này không gặp lại, toàn bộ thành phố trên không rải lóe sáng lên.
Cùng lúc đó, thành phố trên không gian ổn định suốt 200 năm qua đột nhiên bắt đầu rung chuyển. Như là hơi thở, như là nhịp tim, như là mạch đập. Ánh đèn trên khắp thành phố trở nên mờ ảo, chập chờn và buồn bã. Hơn 6.000 động cơ, phản ứng nhiệt hạch lại phát ra tiếng gầm rú giống như tiếng rên rỉ. Chương 574, thỉnh giáo một chút, 1. Sự rung chuyển dữ dội gần như khiến Lâm Huyền mất thăng bằng. Hắn vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Vân Vân bên cạnh là trung tâm điều khiển thành phố trên không gian. Chỉ thấy, siêu trí tuệ nhân tạo hay thích đùa nghịch và pha trò đột nhiên lại im lặng. Trong khoảnh khắc này, cái ánh sáng xanh ảm đạm nhấp nháy kia giống như nước mắt đang chảy xuống, ở đời không gặp gỡ, như cách vời xâm thương, đêm nay giống đêm nào, trung ánh nên canh trường. Trích thơ Đỗ Phủ Lâm Huyền mở to mắt, giọng nói của Vân Vân đã thay đổi. Loại âm thanh máy móc không dao động này không phải là âm thanh của siêu trí tuệ nhân tạo Vân Vân. Đây là âm thanh nguyên bản của robot xử lý rác. Không có cảm xúc, nhưng lại tràn đầy tình cảm. Đây là chuyện gì? Đang lúc hắn nghi hoặc, robot xử lý rác chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lâm Huyền, Triệu Anh Quân từng kể cho tôi nghe chuyện này. Hai ngôi sao Sâm và Thương, một ngôi mọc về phía đông, một ngôi lại lặn ở phía tây. Hai ngôi sao đó sẽ không bao giờ xuất hiện cùng một lúc trên bầu trời, đây chính là khoảng cách xa nhất. Kiếp này không gặp lại, Lâm Huyền sững sờ tại chỗ, nhìn robot xử lý rác nói chuyện. Nó không phải là một cái thùng rác cũ kỹ, không có trí tuệ, cũng không phải là một siêu trí tuệ nhân tạo nghịch ngợm và vui tươi. Chính vào lúc này, hai Vân Vân đã hợp nhất thành một, hoặc là răng rác. Bánh xe của robot xử lý rác đi chuyển về phía trước, duỗi cái kẹp ra bám vào chân Lâm Huyền, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Nếu như cậu thật sự còn có thể nhìn thấy cô Triệu Anh Quân, hãy giúp tôi nói với cô ấy. Vân Vân, vẫn luôn rất nhớ cô. Oanh, ánh sáng cực nóng đến rất đúng hẹn, đốt cháy tất cả mọi thứ. Trong góc phòng ngủ, Lâm Huyền mở mắt. Hắn quay đầu nhìn về đồng hồ điện tử bên cạnh. 0 giờ 42 phút ngày 29 tháng 8 năm 2023. Sự trùng hợp này. Khoảnh khắc ánh sáng thiêu cháy tất cả kia giáng xuống, vừa đúng lúc, lại là năm 601. Chiếc điều hòa không khí trong phòng ngủ đang kêu ong ong. Lâm Huyền ngồi dậy khỏi giường, nhớ lại ánh mắt cuối cùng của robot xử lý rác. Cái kia, không giống người máy, không giống như là một cái chương trình. Nó giống một con người thật, một sinh mệnh thật sự. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, ngay khi hắn nói kiếp này không gặp lại. Thành phố trên không gian giống như là một trái tim, đột nhiên đập lên. Bỗng nhiên, giống như có sự sống bằng da bằng thịt. Lâm Huyền tin tưởng, đây chắc chắn không phải một mã cốt được cố ý để lại, hay là một chương trình được cố ý che giấu. Bởi vì thật sự không cần phải làm như vậy. Bên trong thế giới giấc mơ thứ ba, Triệu Anh Quân đã phải vất vả suốt 600 năm để che giấu cho mình một cánh cửa sau khó đoán như vậy, đã là chuyện không dễ dàng gì. Dựa theo cái này, thì việc giấu một câu thơ không quan trọng tất nhiên là hành vi không sáng, suốt và không an toàn. Vậy vừa rồi rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với robot xử lý rác? Lâm Huyền nhớ lại những lời mà hắn nghe được ở trong mơ, tôi vừa mới đến đây được một tiếng đồng hồ thôi. Chỉ sau khi anh gọi Vân Vân lên và đọc đúng mật mã thì tôi mới có thể kích hoạt robot xử lý rác này. Mặc dù bây giờ tôi đang nói chuyện với anh thông qua robot xử lý rác này, nhưng thực tế chúng tôi là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Tôi là siêu trí tuệ nhân tạo Vân Vân là bộ não trung tâm của thành phố trên không gian, còn nó là người máy máy xử lý rác mini Vân Vân đầu tiên do Triệu Anh Quân tự tay chế tạo. Tuy tên gọi giống nhau, nhưng thực tế hai chúng tôi không có liên quan gì đến nhau cả. Nó đã làm bạn với Triệu Anh Quân trong những năm tháng cuối đời của cô ấy, chính nó đã chơi nhặt bóng giấy với cô, và cũng chính là nó đồng hành cùng cô ấy trên xe. Triệu Anh Quân từng kể cho tôi nghe chuyện này. Hai ngôi sao Sâm và Thương, một ngôi mọc về phía đông, một ngôi lại lặn ở phía tây, hai ngôi sao đó sẽ không bao giờ xuất hiện cùng một lúc trên bầu trời, đây chính là khoảng cách xa nhất. Kiếp này không gặp lại, Lâm Huyền bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Đúng như trung tâm đầu não Vân Vân đã nói, thật ra nó không hề quen thuộc với Triệu Anh Quân. Thứ luôn làm bạn với Triệu Anh Quân là robot xử lý rác cũ nát lạc hậu này, cũng là Vân Vân. Nó chơi nhặt bóng giấy cùng với Triệu Anh Quân, ngồi cùng cô ấy trên chiếc xe Bentley để nghe cô kể chuyện xưa sau khi Triệu Anh Quân qua đời.
lại ở bên cạnh bảo vệ cho pho tượng bạch ngọc suốt 200 năm, những vết rỉ sét loang lổ do gió mưa, nhưng nó vẫn luôn ở bên cạnh cô, nhặt rác suốt 200 năm. Cho nên, người cuối cùng nói chuyện với Lâm Huyền chắc chắn là Vân Vân đã làm bạn với Triệu Anh Quân. Chuyện này, Lâm Huyền có thể chắc chắn, bởi vì một siêu trí tuệ nhân tạo Vân Vân thích đùa giỡn, chưa bao giờ dùng cái kẹp gắp rác để giữ chân hắn lại. Đây là động tác mà chỉ robot xử lý rác mới có. Rõ ràng là nó rất ngốc nghếch và không có trí tuệ. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 575, thỉnh giáo một chút, 2. Lại vào thời khắc cuối cùng thức tỉnh sự sống, học được cách suy nghĩ, thậm chí còn biến toàn bộ thành phố trên không gian thành trái tim của mình, khiến cho những rung động của cả thành phố biến thành nhịp đập mãnh liệt. Nghĩ mãi mà không hiểu, Lâm Huyền ngáp một cái, là robot xử lý rác thức tỉnh ý thức, hay là ý thức và trí năng của hai Vân Vân được dung hợp, hay là do siêu trí tuệ nhân tạo Vân Vân thân là diễn viên nên nhất thời hứng khởi diễn một màn kịch, trêu đùa hắn một phen. Giống như lần tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống rồi hô to quốc vương thành phố trên không dai. Thôi bỏ đi, cho dù như thế nào, cũng coi như là đã từ biệt. Từ biệt bạn bè, từ biệt giấc mơ thứ ba, từ biệt tương lai thất bại kia. Bắt đầu từ giờ khắc này, hắn muốn thay đổi thế giới thất bại này, thay đổi vận mệnh. Lâm Huyền đứng lên, đi đến trước bàn sách, vuốt ve bìa cuốn sổ đã đóng lại. Loại xúc cảm xa lạ này khiến hắn có ảo giác như đang vuốt ve nắp của robot xử lý rác. Đợi thêm một chút nữa, Vân Vân, tôi nhất định sẽ giúp cô truyền lời nói kia đến cô ấy. Oanh, chiếc máy bay Gulfstream G550 nhỏ gọn cất cánh từ căn cứ phản lực của sân bay Phổ Đông. Đây là máy bay tư nhân của Sở Sơn Hà. Các thủ tục về quy trình kỹ thuật và các báo cáo khác đã sớm được phê duyệt thông qua, đúng giữa trưa ngày 30 tháng 8 năm 2023 máy bay cất cánh. Điểm đến chính là thủ đô. Bọn họ sẽ hạ cánh xuống sân bay thủ đô sau 4 giờ nữa, sau khi nghỉ ngơi một lát. Bọn họ sẽ lên chiếc xe do Sở Sơn Hà sắp xếp và đến Sở Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân của Viện Khoa học Long Quốc để gặp mặt Viện trưởng Cao Diên của Viện Khoa học Long Quốc. Đây là lần đầu tiên Lâm Huyền ngồi máy bay tư nhân, trải nghiệm quả thật không tệ. Nhưng nghe Sở Sơn Hà nói, thật ra nó cũng không thực dụng lắm, chi phí bảo dưỡng cực kỳ cao, nhưng lịch trình lại không được tự do, nhiều khi có được phép cất cánh hay không còn phải xem may mắn. Mua cái này cũng chỉ vì mặt mũi khi đi làm ăn. Tất nhiên, nó khá hữu ích trên các tuyến đường xuất ngoại, Sở Sơn Hà nói với Lâm Huyền. Đối với các đường bay quốc tế dài, thì thật ra máy bay tư nhân vẫn tốt hơn một ít. Chúng an toàn và đáng tin cậy, hơn nữa những người trên máy bay đều là những người hiểu biết. Không chỉ có thể tránh được rò rỉ thông tin mà an toàn cá nhân cũng được đặt lên hàng đầu. Ở nước ngoài không hề an toàn như ở Long Quốc, xảy ra rất nhiều chuyện, nếu như không cần thiết thì tốt nhất đừng tùy tiện xuất ngoại. Lâm Huyền cũng gật gật đầu, rất tán thành ý nghĩ của Sở Sơn Hà. Anh nhìn về phía tây xa xôi thông qua cửa kính của chiếc máy bay Gulfstream. Nhìn về phía số 112 đường Marshall, Princeton, nơi mà hắn vô cùng quan tâm và cũng rất muốn đến. Thật ra hắn cũng không biết nên nhìn bên nào. Vị trí hiện tại của nước Mỹ rốt cuộc là ở phía đông hay ở phía tây? Cái này rất khó nói. Dù sao trái đất là hình cầu, nhìn bên nào cũng không sai. Trong tình hình hiện tại, Lâm Huyền chắc chắn sẽ không mạo hiểm đi tới nước Mỹ, tạm thời thì hắn cũng không biết thời điểm nào là phù hợp nhất. Nếu như Long Quốc có thể đảm bảo an toàn cho hắn, thì hắn sẽ tương đối yên tâm. Nhưng ngẫm lại thì chuyện này là không thể. Hắn có thân phận gì? Có tài đức gì? Cho dù là lần này hắn đi đến Viện Khoa học Long Quốc ở thủ đô, thì cũng chỉ là có ý định mang bản thảo về phản ứng nhiệt hạch lạnh đến cho Viện trưởng Cao Diên, để ông ấy bí mật nghiên cứu, không tiết lộ bất cứ thông tin nào cho thế giới bên ngoài. Dù sao, kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch lạnh cũng sẽ không thể hiện thực hóa được trong thời gian ngắn, cho nên đương nhiên không cần phải công bố cho cả thế giới biết, chỉ cần im lặng rồi kiếm bộn tiền là được. Mục đích và điểm xuất phát Viện trưởng Cao Diên và thầy Hứa Vân là không giống nhau, đứng ở góc độ quốc gia. Viện trưởng Cao Diên chắc chắn sẽ không công khai kỹ thuật này, thậm chí tiến độ cũng sẽ được giữ bí mật với người ngoài. Có hỏi thì cũng chỉ trả lời tôi không ngờ đấu. Sao Long Quốc có thể có động cơ phản ứng tổng hợp hạt nhân chứ?
tôi cũng sắp về hưu rồi, không còn khả năng tiếp xúc đến những thứ này. À, phản ứng nhiệt hạch lạnh gì đó, chẳng phải trong tiểu thuyết có rất nhiều sao? Đây cũng là điều Lâm Huyền hy vọng. Hắn chỉ muốn đưa cho viện trưởng Cao Diên một ân tình, chứ không muốn dựa vào kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch lạnh để làm giàu hay cầu danh lợi. Nên tất nhiên càng bí mật thì càng tốt, càng không có liên quan gì đến hắn thì còn tốt hơn. Bởi vậy, trong mắt mọi người ngoại trừ viện trưởng Cao Diên, hắn cũng chỉ là ông chủ của một công ty nhỏ mà thôi. Thành tích lớn nhất của hắn là thiết kế da mèo dai bán chay nhất. Chương 576, thỉnh giáo một chút, 3. Một hạt vừng nhỏ như vậy mà còn muốn quốc gia phái nhân viên đặc biệt, chuyên cơ riêng và ô tô đến để bảo vệ. Nghĩ quá nhiều rồi. 7 giờ tối. Trong văn phòng Sở Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân của Viện Khoa học Long Quốc, Viện trưởng Cao Diên nhìn thấy Sở Sơn Hà và Lâm Huyền đi tới, cười ha hả đứng lên. Sơn Hà, đã lâu không gặp. Sở Sơn Hà tiến lên bắt tay với Viện trưởng Cao Diên, mỉm cười nói, Viện trưởng Cao, từ lần cuối gặp nhau đến giờ anh vẫn khỏe chứ? Dứt lời, ông nghiêng người sang, người này chính là Lâm Huyền mà tôi đã từng nói với anh, là một thanh niên vô cùng ưu tú. Cách đây không lâu cậu ấy chính là người đã giúp giải quyết vụ án sát hại một nhóm nhà khoa học. Trong lễ tuyên dương của thành phố, Lâm Huyền đã được trao danh hiệu thanh niên hăng hái làm việc nghĩa và công dân 10 tốt. Thật sự là một ánh hùng. Viện trưởng Cao Diên gật đầu cười cười, vỗ vỗ bả vai Lâm Huyền, chàng trai trẻ, quả thật là tuấn tú lịch sự, mưu trí song toàn. Tôi cũng thích nói chuyện cùng với người trẻ tuổi như cậu. Sau khi thư ký của viện trưởng Cao rót trà cho ba người xong, liền đóng cửa rời đi, để lại ba người trò chuyện trong văn phòng. Viện trưởng Cao Diên và Sở Sơn Hà nói chuyện phiếm về tình hình gần đây. Lâm Huyền có thể dựa vào cuộc trò chuyện giữa hai người mà nhìn ra được, đúng như những gì Sở Sơn Hà đã nói, họ có mối quan hệ bí mật rất tốt. Nói như thế nào đây? Sở Sơn Hà vô cùng kính trọng viện trưởng Cao Diễn, nhìn ông lão trước mắt giống như đang nhìn một vị thần, vô cùng ngưỡng mộ. Chuyện này có thể hiểu được, dù sao thái độ của Sở Sơn Hà đối với các nhà khoa học vẫn luôn vô cùng tôn trọng. À, viện trưởng Cao Diên còn giống như hóa thạch sống của lịch sử phát triển Viện Khoa học Long Quốc, tất nhiên càng làm cho Sở Sơn Hà kính nể. Mà thái độ của viện trưởng Cao Diên đối với Sở Sơn Hà cũng rất là tán dương và tôn trọng. Không giống như thái độ đội với vãn bối, cảm giác thân mật hơn. Sở Sơn Hà luôn coi viện trưởng Cao Diên là người lớn hơn để đối đãi, nhưng Cao Diên lại coi Sở Sơn Hà như một người ngang hàng. Đây cũng có thể coi là hai bên không hiểu nhau nhưng vẫn thân thiết. Lâm Huyền cũng có thể hiểu được nguyên nhân trong đó. Triệu Anh Quân đã sớm nói cho Lâm Huyền biết địa vị của Sở Sơn Hà trong giới khoa học của Long Quốc rất cao. Ông quyên góp tiền quyên góp vật xây dựng nhiều sở nghiên cứu. Ông ấy còn dựa vào thế lực và nhân mạch của mình để trợ giúp rất nhiều nhà khoa học Long Quốc đang gặp khó khăn ở nước ngoài, cũng hỗ trợ những nhà khoa học đang gặp khó khăn kia về nước an toàn. Trên chuyến bay đến đây, Sở Sơn Hà cũng đã kể cho Lâm Huyền nghe một số câu chuyện hơi khó tin. Chiếc máy bay Gulfstream này thực sự đã giải cứu các nhà khoa học của Long Quốc trở về từ nước ngoài. Đối với một người có lý tưởng và niềm tin cao cả như viện trưởng Cao Diên, cho dù là doanh nhân giàu có hay nhân vật quyền lực đến đâu, thì ông ấy cũng sẽ không thèm nhìn một cái. Nhưng một anh hùng trong thời bình mà đặc biệt còn là một anh hùng trong giới khoa học như Sở Sơn Hà, thì ông ấy thật sự sẽ vô cùng kính trọng và coi như là bạn bè. Đây cũng là lý do vì sao hôm nay Lâm Huyền có thể tới đây, tất cả đều là nhờ mặt mũi của Sở Sơn Hà. Trong lúc hai người bọn họ nói chuyện phiếm, Lâm Huyền cũng đã quan sát viện trưởng Cao Diên một chút. Quần áo và ngoại hình của ông đều vô cùng mộc mạc, trông ông ấy giống như một người đến từ thời kỳ khó khăn. Tóc hoa râm, nhưng chất tóc lại rất tốt, không bị rụng nhiều và được chải rất chỉnh tề. Khí sắc và tinh thần cũng không tệ, so với một ông lão 70 tuổi bình thường thì còn tốt hơn nhiều. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy một chút mệt mỏi từ vành mắt của ông, chắc hẳn là công việc rất bận rộn và mệt nhọc. Sau khi Sở Sơn Hà và viện trưởng Cao Diên trò chuyện một hồi, chủ đề tự nhiên chuyển sang Lâm Huyền. Bọn họ đều biết viện trưởng Cao Diễn rất bận rộn, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian của ông, cho nên Sở Sơn Hà trực tiếp nói ra mục đích của mình. Phòng thí nghiệm của Lâm Huyền hợp tác cùng Đại học Đông Hải để mở ra, có một chút vấn đề liên quan tới hạng mục có thể phản ứng hợp hạch hạt nhân có thể kiểm soát. Muốn để viện trưởng Cao Diễn kiểm định một chút, rồi cho một vài ý kiến. Cùng lúc đó, Lâm Huyền cũng lấy ra bản thảo đã được chuẩn bị tốt từ trong cặp ra, đưa cho viện trưởng Cao Diên,
đặt ở trên bàn làm việc bằng gỗ. Viện trưởng Cao cười cười, mở hộp mắt kính ra, đeo kính lão lên, sau đó nhìn hai người trước mặt. Vì cậu là người trẻ tuổi được Sơn Hà đề cử, lại ưu tú như thế, còn có hứng thú đối với sự nghiệp nghiên cứu khoa học, đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm. Tôi thực sự rất vui mừng và hạnh phúc, nhất là chàng trai trẻ như cậu còn là một người thanh niên hăng hái làm việc nghĩa, đó là lý do chính khiến tôi dành thời gian để gặp cậu ngày hôm nay. Nhưng... Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 577, thỉnh giáo một chút, 4. Viện trưởng Cao thu hồi nụ cười, thay đổi lời nói, nghiêm túc nói, nhưng mà, chuyên môn và kiến thức trong lĩnh vực này rất chuyên sâu, nghe bạn bè ở khắp nơi nói. Trước mắt, cũng chỉ có vài quốc gia lớn có thực lực mới nghiên cứu công trình khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân cái này. Đây quả thật không phải là thứ mà một phòng thí nghiệm ở đại học có thể làm được. Càng quan trọng hơn chính là, hiện tại lĩnh vực phản ứng hợp hạch hạt nhân có thể kiểm soát còn rất nhiều chỗ khó, vật liệu còn hạn chế, vấn đề khống chế và ổn định. Đâu không có giải pháp và ý tưởng hay nào cả. Bởi vậy, chàng trai trẻ, tôi cũng phải nói trước với cậu. Tôi chắc chắn sẽ nghiêm túc nhìn bản thảo của cậu, nhưng nếu tôi chỉ ra một số điểm không chính xác, phi logic hay thậm chí là ảo tưởng trong đó, thì cậu cũng không cần phải tranh cãi. Tôi đã nghiên cứu lĩnh vực này rất nhiều năm, tuy không dám nói là có thẩm quyền tuyệt đối, nhưng nếu tôi thấy được cái sai thì chắc chắn là nó sai. Tôi hy vọng cậu hiểu điều này. Lâm Huyền chỉ gật đầu cười cười, không nói gì, có thể nhìn ra. Viện trưởng Cao Diên căn bản không hề tin vào trình độ của hắn, mặc dù ông ấy còn chưa bắt đầu đọc bản thảo, nhưng trong nội tâm đã chắc chắn phần bản thảo này của hắn có vấn đề. Cho nên, mới phải rào trước. Ý của ông ấy rất đơn giản. Nếu đã là người được Sở Sơn Hà giới thiệu thì ông ấy chắc chắn sẽ đọc kỹ bản thảo. Nhưng nếu ông ấy chỉ ra lỗi sai nào đó thì đừng ngụy biện hay tranh cãi ở đây, mà hãy thành thật chấp nhận và từ bỏ hạng mục này. Hôm nay ông ấy chỉ chịu trách nhiệm chỉ ra lỗi sai, chứ không chịu trách nhiệm dạy học. Ý của viện trưởng Cao chính là như vậy. Lâm Huyền cũng hiểu được. Đổi lại là hắn đứng ở vị trí của viện trưởng Cao Diên, một chàng trai hơn 20 tuổi cầm bản thảo đến rồi nói tôi muốn làm phản ứng tổng hợp hạt nhân không khác gì đang nói tôi muốn tạo ơn cha man. Không trực tiếp đuổi khỏi cửa, đã là nể tình lắm rồi. Khi khoảng cách giữa kiến thức và học thức quá lớn thì việc giảng dạy trở nên vô nghĩa. Nó giống như việc giảng cho một học sinh tiểu học bài toán con gà và con lợn có bao nhiêu chân bằng việc sử dụng phương trình tuyến tính hai biến là rất đơn giản. Nhưng phương trình tuyến tính hai biến là thứ mà có khi một sinh viên đại học còn không biết cách làm, vậy mà đi giải thích nó cho một học sinh tiểu học. Cháu hiểu rồi, viện trưởng Cao. Lâm Huyền gật gật đầu, lễ phép đáp lại nói, bác yên tâm, nếu như có sai lầm, cháu chắc chắn sẽ không phản bác lại, cũng sẽ không lãng phí thời gian của bác. Cháu tất nhiên sẽ tin tưởng vào thẩm quyền và phán đoán của bác. Viện trưởng Cao Diên nghe vậy, nhìn Sở Sơn Hà cười một tiếng, gật đầu, ông nhìn đấy, người tuổi trẻ bây giờ rất là thông minh, nhìn một cái liền hiểu. Ông cúi đầu xuống, nâng kính lão, lật trang đầu tiên của bản thảo của Lâm Huyền, vậy tôi bắt đầu xem. Viện trưởng Cao Diên vừa đọc tờ thứ nhất, vừa cầm lấy chén trà sứ trắng lên nhấp một ngụm trà, ừ một tiếng, nhẹ gật đầu. Bên trong ánh mắt có một chút khen ngợi, xem ra, đúng là cậu có chút nghiên cứu. Sau đó, ông buông chén trà xuống, lật trang thứ hai của bản thảo. Nhìn mấy hàng sau, chân mày hơi nhíu lại, mím môi. Ánh mắt ông ấy gắt gao nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ đó mà không thể rời đi. Soạt, ông nghi ngờ lật lại tờ đầu tiên, nhìn vào phần cuối cùng. Soạt, lại trở lại trang thứ hai, nhìn vào phần phía trên. Càng thêm nghi ngờ mà ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền và Sở Sơn Hà, nhìn đi nhìn lại vài lần. Cuối, cùng mới cúi đầu xuống tiếp tục xem bản thảo. Cái này, một màn này, làm cho Sở Sơn Hà có chút bối rối giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đây là tình huống gì vậy? Ánh mắt vừa rồi của lão Cao là có ý gì? Là oán trách ông ấy mang tới một người ngoài ngành? Hay là bản thảo mà Lâm Huyền viết quá tệ, khiến cho lão Cao không biết nói gì? Không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ông quay đầu nhìn về phía Lâm Huyền, lại phát hiện trong ba người bên trong căn phòng này, giống như chỉ có một mình Lâm Huyền là người bình tĩnh nhất.
Chàng trai trẻ tuổi ngồi thẳng trên ghế, hơi đung đưa chân, thả lỏng thoải mái, thành thạo điêu luyện, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi ánh mắt vừa rồi của lão Cao. Bày mưu nghĩ kế, hít. Bỗng nhiên, viện trưởng Cao Diên phát ra âm thanh hít sâu, lông mày càng nhăn càng chặt. Tay phải ông khẽ xoay cái chén trà sứ trắng từ bên này sang bên kia, nhưng lại không hề có ý muốn uống trà, giống như đang biểu đạt sự hỗn loạn trong nội tâm. Ông có thẩm quyền, cho nên cũng thấy rõ ràng. Một vài trang đầu tiên của bản thảo này thực chất là kinh thánh về lĩnh vực có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân. Nhiều trang trong số đó là những kinh nghiệm và lý thuyết được rút ra sau khi mặt trời nhân tạo của Long Quốc được phóng lên trong vài tháng trước. Chương 578, vừa nãy bên ngoài có nhiều người, 1. Rõ ràng đều không có công bố ra bên ngoài, thuộc về bí mật quốc gia, nhưng phần bản thảo trước mắt, hắn không chỉ viết ra những lý thuyết tuyệt mật đó mà còn sắp xếp hợp lý và tối ưu hóa nó, giải thích rất nhiều vấn đề mà Viện Khoa học Long Quốc chưa thể làm rõ. Mặc dù nó chưa được thực nghiệm xác minh, nhưng ít nhất về mặt lý thuyết thì nó đúng, đồng thời nó cũng đi theo đúng phương hướng mà ông ấy đã phỏng đoán bấy lâu nay. Lại lật sang trang sau, đúng thật là càng xem càng ngạc nhiên. Phần phía trước nói về lĩnh vực có thể phản ứng hợp hạch hạt nhân có thể kiểm soát, thì ông ấy còn có thể hiểu, vì nó nằm trong phạm vi kiến thức của ông ấy. Nhưng mà phần phía sau, kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch lạnh là cái gì? Cảm giác hiện tại của Cao Diên giống như là đang đọc một quyển tiểu thuyết võ thuật nhưng thiếu mất một trang. Trang trước vừa mới học được tảo đường nhị xung quyên. Trang sau đã trực tiếp nói, đây là Trương Tam Phong, ngươi đi xử lý hắn đi. Khác biệt quá lớn, Cao Diên đưa ra lau lau cái trán. Thật ra trên trán ông căn bản không hề có mồ hôi. Nhưng hành động theo thói quen này là bản năng của con người, chính ông ấy cũng không thể kiểm soát được. Phần bản thảo này, nói như thế nào đây? Những chỗ ông có thể hiểu thì chắc chắn chính xác 100%. Còn những chỗ mà ông không hiểu cũng chưa từng được thực nghiệm xác minh, nên tất nhiên là ông ấy cũng không biết là nó đúng hay sai. Người ta đi ngàn dặm xa xôi từ Đông Hải đến đây để hỏi ý kiến mình về vấn đề này. Vậy mà ông ấy thậm chí còn không thể đưa ra phán xét đúng hay sai. Nhưng mà, căn cứ vào kinh nghiệm nghiên cứu lâu năm của ông về lĩnh vực vật lý hạt nhân, phần lý thuyết về phản ứng nhiệt hạch lạnh ở phía sau bản thảo này có lẽ là chính xác. Cho dù không chính xác, thì hướng đi này vẫn cung cấp những ý tưởng và manh mối rất có giá trị cho nghiên cứu khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân đang gặp trở ngại. Bản thảo này chắc chắn chính là một bảo bối thật sự. Hơn nữa, lật đến trang cuối cùng của bản thảo, hóa ra là một báo cáo thí nghiệm hoàn chỉnh. Các loại tham số, quá trình thí nghiệm, điều kiện thí nghiệm và nhiều thứ khác đều đã có sẵn. Với điều kiện thiết bị hiện tại của phòng thí nghiệm vật lý hạt nhân của Viện Khoa học Long Quốc thì việc thực nghiệm xác minh có thể được tiến hành ngay lập tức. Đằng, viện trưởng Cao Diên vỗ tay xuống bàn, đứng lên. Sắc mặt nghiêm trọng, như gặp đại địch. Sở Sơn Hà nhìn thấy điệu bộ này, hay lắm. Quen biết với viện trưởng Cao nhiều năm như vậy, ông ấy vẫn luôn là người vô cùng phi tốt tính và dễ nói chuyện, từ trước đến nay chưa từng thấy qua bộ dáng này của ông. Rốt cuộc là từ đầu tới cuối bản thảo của Lâm Huyền đã viết nội dung gì mà lại khiến cho nhà lãnh đạo của nền học thuật tức thành cái dạng này. Chỉ còn thiếu điều tát một cái lên mặt Lâm Huyền thôi. Viện trưởng Cao. Sở Sơn Hà cười cười đứng lên, ông bớt giận, cậu ấy vẫn còn trẻ tuổi, còn cần giáo dục. Nhưng mà, viện trưởng Cao Diên trực tiếp vượt qua ông ấy, đi đến bên người Lâm Huyền, kéo tay Lâm Huyền, chàng trai trẻ. Ngữ khí của ông kích động khó mà bình phục, cậu đi theo tôi. Sắc mặt viện trưởng Cao Diên nghiêm túc, kéo cánh tay Lâm Huyền đi ra khỏi phòng làm việc, bộ dạng giống như vô cùng gấp gáp. Điều này làm cho Sở Sơn Hà đứng ngồi không yên. Viện trưởng Cao bị tức thành bộ dáng gì rồi? Không thể trực tiếp giáo dục hai câu, còn phải chuyển sang nơi nghiêm khắc dạy dỗ một lần. Ông cũng liền vội vàng đứng lên đi theo. Sơn Hà, ông ở chỗ này chờ đi, tôi muốn một mình nói chuyện với Lâm Huyền một chút. Sở Sơn Hà vừa đứng dậy thì viện trưởng Cao đã quay lại nhìn ông. Cái này, Sở Sơn Hà đứng ngồi không yên. Trong chớp mắt, viện trưởng Cao Diên và Lâm Huyền đã đi ra khỏi cửa văn phòng, biến mất ở góc hành lang. Viện trưởng Cao vốn là người luôn luôn trầm ổn, là trụ cột của đất nước. Sở Sơn Hà chưa bao giờ thấy ông ấy đi nhanh như vậy. Bang! Viện trưởng Cao Diên kéo Lâm Huyền vào một phòng thí nghiệm nhỏ, cánh cửa thép nặng nề đóng sầm lại.
Lúc này ông ấy mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đặt bản thảo lên bàn thí nghiệm, quay người nhìn Lâm Huyền, "Câu Lâm, vừa rồi bên ngoài có một số chuyện không tiện nói. Tôi buộc phải mời cậu đến đây để thảo luận chi tiết." Lâm Huyền xua tay. Hắn là người nhỏ tuổi, sao dám để một nhân vật lớn như viện trưởng Cao Diên gọi là cậu Lâm, vội vàng nói, "Cháu là người nhỏ tuổi hơn bác cứ gọi cháu là chàng trai trẻ là được." "Không không không." Viện trưởng Cao Diên lập tức có chút xấu hổ, gượng cười hai tiếng, đi lên cầm lấy tay Lâm Huyền kéo hắn ngồi xuống ghế, bản thân thì ngồi đối diện Lâm Huyền. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 579, vừa nấy bên ngoài có nhiều người, 2. Ha ha, Lâm Huyền, hy vọng cậu không để ý những lời vừa rồi của tôi. Cũng không phải là do những giáo sư như chúng tôi không thích lắng nghe ý kiến của người khác, hay là không thích thảo luận vấn đề học thuật với người khác. Chỉ là, ở vị trí của chúng tôi, mỗi ngày đều có rất nhiều người mang theo cái gọi là thành quả nghiên cứu đến tìm chúng tôi, một số được bạn bè giới thiệu. Những cái này nói chung còn có thể tạm trao đổi một chút, nhưng đại đa số những người mang thành quả nghiên cứu đến tìm chúng tôi đều là các nhà khoa học tư nhân. Những nhà khoa học tư nhân này thường không có kiến thức lý thuyết cơ bản vững chắc, cho nên mới không biết sợ hãi, cũng có rất nhiều ý tưởng hoang đường. Cậu có thể không biết, mỗi ngày email của Viện Khoa học Long Quốc của chúng tôi hay thậm chí là cả email cá nhân của tôi đều nhận được rất nhiều email như tôi đã phát minh ra một động cơ vĩnh cửu, hay là tôi đã chứng minh được giả thuyết của Goldbach. Trong đó email nhận được nhiều nhất chính là liên quan đến động cơ vĩnh cửu, bởi vì nó là thứ vô cùng phức tạp, những nhà khoa học tư nhân này không thể hiểu được nó. Hơn nữa động cơ vĩnh cửu còn được định nghĩa là thứ không bao giờ có thể phát triển thành công, nên nó đã trở thành lĩnh vực nghiên cứu yêu thích của họ. Chỉ vài ngày trước, có một người đã liên tục gửi email cho chúng tôi, nhưng không nhận được phản hồi. Người đó liền trực tiếp chạy đến trước cửa Viện Khoa học Long Quốc, cố gắng hết sức để nói với chúng tôi về lý luận về động cơ vĩnh cửu của ông ta. Nói rằng ông ta sẽ thay đổi thế giới sau này khi nhân viên của chúng tôi nghe về nó. Lý thuyết về động cơ vĩnh cửu của ông ấy sử dụng nước. Đầu tiên là bơm nước từ tầng 1 lên mái nhà, sau đó dùng dòng nước chảy để chạy máy phát điện tạo ra điện và dùng điện năng sinh ra để chạy máy bơm nước. Điều này tạo thành một hệ thống động cơ vĩnh cửu hoàn chỉnh. Có rất nhiều những ví dụ như thế này, cho nên vừa rồi tôi mới nói như vậy, tôi hy vọng cậu sẽ không hiểu lầm. Lâm Huyền cũng nhìn ra được, viện trưởng Cao Diên nói nhiều như vậy, cố gắng sửa lại những lời vừa nói là vì sợ hắn có thành kiến với mình. Khía cạnh này cũng đã nói rõ. Bản thảo về kỹ thuật phản ứng hợp hạch hạt nhân có thể kiểm soát và phản ứng nhiệt hạch lạnh là đúng, đó là lý do khiến thái độ của viện trưởng Cao Diên thay đổi 180 độ. Lâm Huyền lắc đầu cười cười, bác thật sự không cần để trong lòng viện trưởng Cao, cháu không hề cảm thấy lời nói của bác có điều gì không ổn. Bác đồng ý cho cháu có cơ hội gặp mặt đã khiến cháu vô cùng cảm kích rồi. Cháu thật sự không có ý khác. Nhìn thấy Lâm Huyền thật sự không bụng, viện trưởng Cao Diên rốt cuộc cũng thả lỏng, cười cười, đã như vậy thì tôi cũng nói luôn cho cậu biết. Theo phán đoán sơ bộ của tôi, lý thuyết có liên quan đến kỹ thuật khống chế phản ứng hạt nhân ở trong bản thảo này chắc chắn là chính xác. Còn phần kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch lạnh tiên tiến hơn ở phía sau thì tôi chỉ có thể nói là phần lý thuyết tổng quát có thể hiểu được, nhưng chi tiết thì vẫn cần phải nghiên cứu và cân nhắc thêm. Nhưng phần số liệu thí nghiệm hoàn chỉnh ở trang cuối, tôi nghĩ làm thí nghiệm xác minh rất nhanh liền có kết quả. Sơn Hà đúng là một người bạn vô cùng đáng tin cậy, nhưng bạn bè là bạn bè, mà quy định là quy định. Những chuyện có liên quan đến cơ mật quốc gia, chắc chắn là không thể nói cùng người ngoài, cho nên tôi mới đưa cậu đến nơi này. Lâm Huyền, cậu có thể nói cho tôi biết, cậu lấy phần tư liệu vượt xa trình độ kỹ thuật khoa học hiện tại này ở đâu không? Vấn đề này Lâm Huyền đã sớm nghĩ ra câu trả lời. Thật ra chỉ cần lừa gạt cho qua là được rồi. Cũng giống như lúc đưa bản thảo cho Hứa Vân, bọn họ chỉ quan tâm đến tính chính xác của nội dung trong bản thảo mà thường không quan tâm nhiều đến nguồn gốc của nó lắm. Nguồn gốc của bản thảo này tương đối phức tạp và rối rắm. Lâm Huyền giải thích nói, nhưng mà bác có thể yên tâm, nguồn gốc của bản thảo này là hợp pháp. Và cho đến hiện tại trừ phòng thí nghiệm của cháu và bác ra thì không còn người nào khác đọc qua phần tài liệu này. Ngay cả Sở Sơn Hà cũng vậy, bác ấy chỉ biết phần bản thảo này có liên quan đến phản ứng hợp hạch hạt nhân có thể kiểm soát,
Còn nội dung cụ thể như thế nào thì bác ấy không hề biết. Bởi vậy, nội dung trong phần bản thảo này vẫn còn trong trạng thái hoàn toàn cơ mật và chưa được tiết lộ ra bên ngoài. À, ra là vậy. Viện trưởng Cao Diên giống như suy nghĩ đến điều gì đó nhẹ gật đầu. Đương nhiên ông ấy nghe ra được là Lâm Huyền không có ý muốn tiết lộ nguồn gốc của bản thảo, cho nên cũng không hỏi nữa. Chương 580, vừa nấy bên ngoài có nhiều người, 3. Lâm Huyền, vậy tiếp theo cậu định xử lý bản thảo này như thế nào? Nếu như cậu có ý bán ra hoặc là hợp tác, tôi nghĩ chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện một chút, tôi có thể cam đoan với cậu, cho dù là Viện Khoa học Long Quốc hay là quốc gia thì cũng đều không để cậu thất vọng. Lâm Huyền mỉm cười, đẩy phần bảo thảo trên mặt bàn về phía Cao Diên, viện trưởng Cao, nếu hôm nay cháu đã đưa nó tới đây cho bác xem thì nghĩa là cháu không hề có ý nghĩ dựa vào nó để trục lợi. Mục đích cháu tới nơi này chính là muốn đem phần bản thảo này tự nguyện nộp lên cho quốc gia. Cháu không cần một đồng tiền nào cả và cháu hy vọng Long Quốc sẽ không công bố phần bản thảo này ra bên ngoài. Cứ lặng lẽ nghiên cứu và kiếm bộn tiền, tốt nhất là đừng để thế giới bên ngoài biết rằng chúng ta đang làm việc này. Trừ khi một ngày nào đó, chúng ta thực sự chế tạo thành công động cơ phản ứng nhiệt hạch lạnh. Cháu cũng không cần quyền tác giả, cháu chỉ hy vọng hôm nay sau khi ra khỏi cửa căn phòng thí nghiệm này, phân bản thảo này không còn liên quan gì với cháu nữa. Cho dù sau này nghiên cứu tiến hành đến mức nào, thì tất cả thành quả đều hoàn toàn thuộc về Viện Khoa học Long Quốc, thuộc về quốc gia thì càng tốt, không cần phải ghi tên của cháu lên trên đó. Cao Diên sau khi nghe xong thì mở to hai mắt nhìn Lâm Huyền. Ông không thể hiểu nổi chàng trai trẻ trước mắt này. Không cần tiền, không cầu lợi, tự nguyện nộp lên cho quốc gia, ông có thể hiểu, trên thế giới này xác thực có rất nhiều người đơn giản như vậy. Nhưng hắn thậm chí còn không cần quyền tác giả, ngay cả vinh dự và giải thưởng cũng không cần, hoàn toàn rũ bỏ quan hệ với phát minh vĩ đại có thể thay đổi thế giới này. Ông thật sự không thể tin được. Lâm Huyền, cậu nghĩ kỹ chưa? Ánh mắt Cao Diên nghiêm túc nhìn Lâm Huyền, mặc dù tôi rất ngưỡng mộ những người có hành vi cao thượng như cậu. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu, sự tồn tại của bản thảo này là đủ để cậu ghi tên mình vào sử sách. Thậm chí trở thành một nhà khoa học vĩ đại nổi tiếng như Einstein, đủ để thay đổi tiến trình văn minh nhân loại. Cậu có suy nghĩ như vậy là điều tốt, quốc gia tất nhiên cũng rất hoan nghênh, nhưng chắc chắn sẽ không để cho cậu có cống hiến lớn như vậy mà không có tiếng tăm gì nếu như cậu không cần danh lợi. Vậy ít nhất cũng cho phép tôi báo cáo chuyện này cho quốc gia, trao cho cậu danh dự và phần thưởng xứng đáng. Nhưng mà, Lâm Huyền vẫn lắc đầu cự tuyệt. Tuy hiện tại 7 tội lỗi đã bị tiêu diệt, nhưng Nicolaus Copernicus và câu lạc bộ thiên tài vẫn còn đó, đồng thời cũng chưa rõ là thiện hay ác. Lúc này, súng bắn chim đầu đàn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hứa Vân, Đường Hân, tiến sĩ Ponsimai, tất cả đều chết sau khi công bố thành quả nghiên cứu. Mà 600 năm sau, ngay cả bố của Đại Kiểm Miêu trong giấc mơ thứ hai cũng giống như vậy. Sau khi ông ấy viết thư gửi thành quả nghiên cứu của mình cho tạp chí qua đường bưu điện, câu lạc bộ thiên tài mới phái người đến bắt ông ấy. Bại lộ thì sẽ có nguy hiểm. Mục đích của hắn khi tới đây chỉ là để thuê Kính Thiên Văn Phát ở Quý Châu. Những thứ như danh lợi, tiền bạc và vinh dự sẽ chỉ mang đến cho bản thân hắn những rắc rối và nguy hiểm không cần thiết. Và sẽ an toàn hơn rất nhiều nếu để toàn bộ thành quả này ở Viện Khoa học Long Quốc. Thứ nhất, Viện Khoa học Long Quốc chắc chắn sẽ không tiết lộ những nội dung này ra bên ngoài. Cái này thuộc về bí mật quốc gia, giấu đi còn không kịp, ai lại chủ động nói ra. Thứ hai, một nhà khoa học vĩ đại như Viện trưởng Cao Diên, người quan tâm đến thế giới và quốc gia, sẽ không bao giờ lấy bản thảo này làm của riêng mình hoặc tự xưng là cha đẻ của phản ứng nhiệt hạch lạnh. Dựa vào phẩm chất và tác phong của ông chắc chắn sẽ mang thành quả của nghiên cứu này trao cho toàn bộ sở vật lý hạt nhân của Viện Khoa học Long Quốc, thành tích sẽ không thuộc về cá nhân nào. Đây là cách giải quyết an toàn nhất để không đánh rắn động cỏ. Trừ khi hàng chục năm hay hàng trăm năm sau, thật sự có một ngày Long Quốc hoàn toàn chinh phục được kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch lạnh và chế tạo ra sản phẩm thực tế. Nếu không cả thế giới sẽ không biết Long Quốc đã che giấu một thủ đoạn lớn như vậy. Đến lúc đó, món nợ này cũng không thể quy cho Viện trưởng Cao Diên, cũng không thể quy cho hắn. An toàn là trên hết. Viện trưởng Cao Diên, cho nên cháu hy vọng trên thế giới này chỉ có cháu và bác biết rõ về bản thảo này là được rồi, không cần nói cho bất kỳ người nào nữa.
Vốn dĩ Cao Diên còn muốn khích lệ Lâm Huyền tiếp nhận phần thưởng và vinh dự mà quốc gia trao cho. Các bạn vừa nghe xong tập 58 của bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.